Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 75 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 71, Tam Đường Hội Thẩm Bên cạnh đường vũ, truyền tới tiếng reo hò của đám bạn cục lớp. Qua một thời gian, mọi người đều đã quen biết nhau. Cả khoa, không còn ai không biết bông sen trắng đường vũ hứng thú của mọi người với đường vũ càng lúc càng lớn. Nhắc tới cô, đều biết đây là cô gái thời cao trung, dành vô số giải thưởng lớn nhỏ, xinh đẹp, học tốt. Khi mà chơi dương cầm, càng chỉ có thể dùng từ nữ thần để mà hình dung và trở thành đối tượng khác xuất hiện với cái tần suất cao nhất trong cuộc bàn luận về nữ sinh buổi tối ở ký túc xá Nam. Kẻ mang suy nghĩ thu bị đen tối tất nhiên là không ít rồi. Dù sao tới đại học thì cũng là nửa trưởng thành đại đa số không để cho người khác biết suy nghĩ trong lòng cho nên không có hỏi thẳng lúc thảo luận loáng thoáng biết được rằng đường vũ đã có bạn trai sự thật khiến cho không ít nam sinh như là người mất hồn đại học bây giờ nữ sinh còn đơn thân thì nhất định không phải là mỹ nữ mà là mỹ nữ nhất định không phải là xử nữ tù sáng đang đứng đối diện với đường vũ một số người trong lớp của đường vũ rốt cuộc đã thấy người bạn trai đồn thổi kia một cái xe đạp một nam sinh ăn mặc tùy tiện một nụ cười tự nhiên mà rực sáng đã thấy quá nhiều chàng trai theo đuổi cầm hoa hồng hoặc thư tình bày tỏ đều chẳng khiến cho đường vũ mãi mai động lòng cuối cùng xấu hổ đứng lặng người giữa hành lang tô sáng xuất hiện làm cho người ta chú ý đánh giá xem ánh mắt của đường vũ kén chọn tới mức nào có vẻ cũng được đây trừ đi không phải là loại hoàng tử bạch mã đi bê em đúp mặt hàng hiệu thì cái dốc người cao ráo mà không thô khuôn mặt không đẹp trai chói loại nhưng mà ánh mắt có thần ừm có thể nói khí chất phù hợp với cô gái hướng nội như là đường vũ đường vũ mỉm cười với mọi người khuôn mặt thường ngày chẳng có nhiều biểu cảm lúc này thay đổi hẳn làm cho người ta nhìn ngây ngất đi tới nhìn tô sáng tay nắm lấy tay lái câu nói đầu tiên của đường vũ là mới mua sao phí tiền bạn thật là lười trường học rộng quá thỉnh thoảng đạp xe cũng có thể coi là rèn luyện mà không có thể mỗi lần tới đón bạn chỉ mang mỗi hai cái tay giúp bạn cầm sách chứ tù sáng nhận lấy sách của đường vũ cho vào ba lô của mình đường vũ liếc mắt nhìn quanh hơi do dự vừa mới tan học rất đông người nhưng mà đây không chỉ là một vấn đề xấu hổ cuối cùng vẫn ngồi lên Đường Vũ chưa có bao giờ ngồi xe đạp. Khi lắc lư sau lưng của Tô Sáng, cảm giác không chắc chắn, tay đưa ra nắm chặt lấy áo của Tô Sáng. Mặt của đường Vũ rất đỏ, Tô Sáng còn ngên ngang đạp xe giữa đường, không biết bao nhiêu người nhìn vào. Nếu mẹ mình mà thấy, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào đây. Nghĩ như thế, đường Vũ có một chút kích thích phóng túng, tay buông áo của Tô Sáng ra, vòng tay ôm lấy hồng quỳ, áp mặt vào lưng của Tô Sáng, ngửi cái mùi mang theo một chút mồ hôi đó, rất dễ chịu khẽ nói. Còn nhớ lúc rời hạ hải, bạn nói cái gì không? Thế nào cũng sẽ có một ngày mình lái BMW xuất hiện trước mặt của bạn. Tô sáng cười lớn nói, xe đi xuống một con dốc thoải mái, gió lùa qua hai bên, mái tóc của đường vũ phiêu động. Người bên đường biểu môi, bất kể là ai, nghe thấy câu tuyên ngôn của anh chàng, dùng xe đạp chở bạn gái, đều có vẻ mặt này này xe đạp của cậu đẹp đấy nhưng mà đừng có nằm mơ giữa ban ngày nha đường vũ càng ôm chặt tù sáng hơn xe về nhà mình tin rằng qua hai cái bàn tay chúng ta rồi sẽ kiếm được xe không cần mua cái thứ xa qua như vậy dùng tốt là được rồi nhà chẳng cần phải rộng đủ ở là được nhưng mà cuộc sống này mình muốn kéo dài mãi mãi chẳng phải là ngày tận thế cũng chẳng phải là hoàn cảnh bi thương tuyệt vọng một câu nói nhỏ nhẹ ấy có thể phá vỡ bất kỳ băng giá phủ trên trái tim nào. Đường Vũ có lẽ có rất nhiều người xung quanh bạn đều cho rằng bạn nắm lấy một nam nhân không phù hợp với bạn, trải qua một đoạn ái tình sớm muộn gì cũng đổ dở Nhưng sự thật sẽ cho những kẻ đó biết, dù là mình đi xe đạp hay là lái bềm đứt thì tất cả chướng ngại trước đường đi của chúng ta đều sẽ bị nghiền nát. Xe đạp phanh két dừng lại ở khu ký túc xá, đường vũ xuống xe cùng với tô sáng đi bộ. Mấy ngày trước, mình đã tham gia cái buổi tụ hội bạn bè của Trương Tiểu Kiều, tình cờ gặp được lạc nhiên. Ừ, đường vũ biết cái chuyện này, Trình Thông Thông ngay hôm đó trở về đã kể hết cho cô rồi. Lúc đầu đường vũ rất là không vui, có điều cô không có lo lắng, chẳng phải là gì cô thoải mái chấp nhận mà đơn giản chỉ vì cô tin tưởng về sau bọn mình cùng ra ngoài đi dạo đưa cô ấy về trường lúc về ký túc xá mình còn bị quản lý ghi lại còn tốn một bữa cơm cho dương đông kiến giúp nghĩ cách loại bỏ ghi chép này tô sáng làm cái bộ mặt tội nghiệp thật sự là không có ý gì cả đâu đường vũ mỉm cười gật đầu ừ mình biết chỉ đơn giản thế thôi sao tô sáng nghi ngờ hôm nay đường vũ chịu để y đón về không có ý nghĩa nhiều vì tù sáng biết đường vũ không có từ chối mình trước mặt của bao nhiêu người vậy thôi. Không có nghĩa rằng chuyện này mình sẽ được bỏ qua. Thật sao? Thế vì sao tuần vừa rồi không có chịu gặp mình? Nhìn thẳng vào mắt của đường vũ. Mình bận mà, bây giờ hết bận rồi. Đường vũ cười, cười rất tươi, hai con mắt còng vút lên như trăng non. Không xong rồi, tù sáng hồ lớn trong lòng. Nha đầu này càng ngày càng khó chơi, không biết câu nào nói thật, câu nào nói dối. Còn học đâu cái kiểu cười này nữa chứ, sau này thật sự trở thành một mục tuyền thứ hai, không phải là chết mình sao. Thực ra tối hôm đó, Trình Thông Thông trở về, kể chuyện tô sáng về Lâm Lạc Nhiên. Đường Vũ không tin, nhưng mà ba cô bạn nhất trí cho rằng, hành vi của tô sáng là không thể chấp nhận được, suối đường Vũ trừng phạt tô sáng. Ít nhất là một tháng, không có thèm ngó ngàng tê y nhân cơ hội này thử thách y. Đường Vũ không có tiện từ chối, nếu cô khư khư ý của mình thì tỏ ra không có hòa nhập với mọi người rồi. Thế cho nên mới làm cho tô sáng, phòng phòng thấp thỏm một tuần luôn. Đường Vũ về phòng cất sách, còn tô sáng đem xe đi gửi, một tháng có ba đồng. Tô sáng lấy ra gói thuốc lá đắt gấp một chục lần. Thế nên người này mỗi lần mà thấy tô sáng là chào hỏi nhiệt tình. Khi mà Đường Vũ đi xuống, có thêm cả ba người bạn cùng phòng. Đi ăn cơm nào, lâu lắm rồi không gặp. Tù Sáng, sao mà gần đây không thấy mặt vậy, chột dạ sao? Trình Thông Thông cười tươi như hoa, còn khoác tay của Đường Vũ rất thân thiết, hai cô gái kia cũng nhìn y như nhìn kẻ thù chung. Gần đây bận thôi. Tù Sáng dùng lại cái chiêu vừa nãy của Đường Vũ, tuy không biết cụ thể, nhưng mà ba cái đầu này chắc chắn là dèm pha không ít rồi. Hôm nay đã hết bận, tới mời mọi người ăn cơm thôi." Ba cô gái đồng loạt hừ một tiếng, sau đó mới xúng quanh Đường Vũ, kéo cô đi trước, bỏ lại Tô Sáng một mình ở đằng sau. Tô Sáng không buồn, thậm chí còn vui nữa, điều này chứng tỏ Đường Vũ đã hòa nhập với mấy cô bạn cùng phòng rồi, cho nên không có ngại phối hợp một chút. Tới nhà ăn, bốn nữ một nam lại toàn là cô gái xuất chúng. Cho nên chả có gì lạ khi mà vô số ánh mắt nhìn vào tô sáng. Không hề thấy tô sáng có bất kỳ biểu hiện nào của một thằng bạn gay gọi chị xưng em với các cô gái. Thế là những cái ánh mắt biến thành ghen tị. Nếu ghen tị này có thể thành hình, e rằng không bao giờ có ánh sáng xuyên qua được bầu trời của nhà ăn này nữa. Vì tô sáng nói là mời khách, ba cô gái liền không một chút khách khí lấy cô ca cái loại chai thủy tinh giá 300 hào nghĩ là gần đây giảm béo không có thể uống đồ có gà, nhưng mà ít nhiều phải khiến cho tô sáng chảy máu chứ thế là mỗi cô còn lấy một cái đùi gà rán vàng ươm cứ có món nào đắt nhất là phải chọn đó chất đầy cả khay cơm cái tên đáng ghét này chẳng những là lừa gạt mất đường vũ khi mà mời khách chỉ có tốn 200 đồng chiêu đãi một đống người luôn vừa có được thể diện lại quan tình tiền trong ví không hy sinh tráng liệt quyển năm chương 72, tam đường hội thẩm. Trình Thông Thông hôm đó có mặt ở hiện trường, chứng kiến sự việc từ đầu tới đuôi, cũng nghe hết những cái lời suy đoán đồn đại. Có điều khi mà trở về nói rất khách quan, chỉ kể tù sáng đi trước, Lâm Lạc Nhiên đuổi theo. Sau đó không có quay về nữa, gọi điện vào máy của Lâm Lạc Nhiên không được. Người khác nói hai bọn họ đã đi với nhau rồi, nhưng mà chưa chắc phải là như thế, có thể ai về trường nấy còn tắt máy cũng có thể là do hết pin. Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng bất bình thai cho đường vũ. Bọn họ từng đều có bạn trai. Tính đám nam nhân thế nào, bọn họ không có lạ gì. Lâm lạc nhiên suốt chúng, so với đường vũ thì Xuân Lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Một nữ sinh như vậy chủ động ngã vào lòng, lại ở ngoài một đêm ngốc mới không có biết chuyện gì xảy ra. Có câu ấn tượng đầu tiên không chuẩn xác, nhìn người cần cái thời gian dài đường xa mới biết sức ngựa là đạo lý mà ai cũng hiểu. Đường vũ xa vào lưới tình, không sáng suốt nữa. Đường vũ khi đó nghe xong cái đám chị em cùng phòng, quán hận chỉ trích tu sáng nói nhẹ. Mình tin tu sáng. Trình thông thông hỏi một câu. Đường vũ, cậu yêu lần thứ mấy rồi? Kết quả, cả ba cô bạn đều từng có ít nhất là hai người bạn trai. Đường vũ mất tư cách lên tiếng. Mọi người đều lấy thức ăn xong trở về nhưng mà chưa ăn ngay được ba cô gái ngồi đối diện với tô sáng nhìn y chầm chầm bày ra cái bộ dáng tam đường hội thẩm kinh tế học có một cách nói là chi phí cơ hội tài nguyên có rất nhiều cách sử dụng khi muốn dùng một loại tác dụng của nó thì phải bỏ đi tác dụng khác tác dụng của việc từ bỏ này là sáng tạo ra cơ hội giá trị khác nói cách khác á cậu là một chuyện phải bỏ ra những chuyện khác Yêu một người phải bỏ chi phí cơ hội là yêu một người khác, cho nên không có cơ hội nào không có chi phí. Nguyễn Từ Gâu trước kia ở trường cao trung là học sinh giỏi, gian danh xa gần. Hiện giờ học kinh tế học cũng là như cá gặp nước, dựa vào sở trường của mình nổ phát súng đầu tiên. Tiêu đề của kinh tế học là lãnh khóc vô tình, nhưng mà đôi khi tôi thấy kinh tế học so dài đó còn có tình nghĩa đạo đức hơn nhiều tù sáng cậu thấy thế nào? tù sáng ung dung mỉm cười. mình không có hiểu chi phí cơ hội nhưng mình biết câu chuyện này. một nhà kinh tế học, một bác sĩ ngoại khoa và một kỹ sư công trình thảo luận xem nghề nào lâu đời hơn. thời đầu sáng chế chúa đã bẻ xương Adam để mà sáng tạo ra Eva. cho nên ông bác sĩ ngoại khoa kia nói cái nghề của mình lâu đời nhất. kỹ sư không có đồng ý nói là chúa trước khi mà tạo ra con người thì tách lục địa và đại dương, đó là sức mạnh của kỹ thuật. Nhà kinh tế học báo các ông đều sai cả, trước khi mà Chúa xuất thế, thế giới là một vùng hỗn loạn, có thể khiến cho thế giới hỗn loạn, chỉ có thể là kinh tế học mà thôi. Bà cô gái đang làm khuôn mặt hình sự, thẩm vấn tội phạm cũng không có nhịn được vì cười. Đường Vũ lườm y, bây giờ mồm mép dùng cả để mà đối phó với con gái rồi. Trước kia tô sáng không có như thế, với con gái luôn rất nhường nhịn như cái thời ở nhất trung hạ hải bị trêu chọc ngoa ngoắt thế nào cũng chỉ cười thôi nguyễn tư âu vừa cười vừa tức rõ ràng tô sáng ám chỉ mình đã làm phức tạp mọi chuyện chỉ sợ thiên hạ không loạn nhưng mà tô sáng làm bộ mặt đường hoàng như thế cũng làm cho bọn họ tin rằng y không có làm chuyện gì thẹn với lòng khó khăn lắm mới nhìn được cười trịnh thông thông ra trận âu âu đồ ngốc nếu mà dùng lý luận mười chúng ta cũng không có đấu nổi tù sáng đâu cậu ta xoay một vòng thì ai quy cậu về không ngay không có thấy đường vũ bị độc hại sâu thế nào sao rồi mới hùng hổ chất vấn tù sáng tôi không có ngờ cậu lại là người như vậy đã có bạn gái rồi sao mà lại còn đi chơi đêm với một cô gái khác cậu không nghĩ cảm giác của đường vũ thế nào sao hai cô gái đều thầm khen ngợi trình thông thông xem này Tô Sáng còn cách nào khua môi muốn mép được nữa không chứ? Quả nhiên, Tô Sáng quay sang đường vũ, mặt đầy thành khẩn nói, Mình xin lỗi nha. Ba cô gái mừng rỡ, dùng mắt quy hiếp đường vũ không được mềm lòng. Trình thông thông thừa thắng truy kích. Hiện giờ xin lỗi cũng đã muộn rồi. Á à, Trình thông thông vừa mới dứt lời thì nhìn thấy một cảnh không tin nổi, mắt trợn tròn. Xung quanh xôn xao cả lên, không hiểu là có chuyện gì. Bởi vì lúc này tù sáng rời ghế, một chân quỷ xuống, hai tay nắm tay của đường vũ, nói cực kỳ buồn nôn. Đường vũ, mình thật sự xin lỗi. Đường vũ quảng hồn, cuốn quýt, kéo tù sáng lên. Ba cô gái đứng ngồi không yên. Không biết có phải mình làm quá không nữa. Bọn họ làm chuyện này có ba phần là đùa vui để cho mọi người gắn bó hơn thôi. Bây giờ sự thể thành ra thế này, sợ khiến cho đường vũ giận thì khéo quá, quá dở rồi tù sáng chưa có thực sự quỳ xuống thì thuận thế đường vũ kéo mình đứng dậy sau đó ngồi trở lại chỗ thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra nhìn ba cô gái đang thấp thỏm lo sợ xong hai người rồi đến lượt đồng đồng nhìn cái bản mặt trần tráo của tù sáng ai không hiểu vừa rồi y đã bày trò vậy thôi cả bốn cô gái đều thở phào vậy là sau cái chặng đường dài hai tháng quen biết ba cô gái đã biết bản chất con ngựa này rồi. Mặt dày vô địch luôn, đồng đồng mới rối rít xua tay. Qua qua, cho qua đi. Thầm nghĩ chẳng may mà Tô Sáng làm cái trò điên rồ gì nữa, có khi đường vũ giết mình đó. Tô Sáng cười ha hả, vậy thì mọi người ăn cơm đi, để lầu cơm canh nguội hết mất. Tiếp đó thì mọi người không có nhắc tới chuyện kia nữa, vừa ăn cơm vừa trò chuyện trong số bọn họ đồng đồng là một cô gái từ sáng hoạt bát nhất đồng đồng học số học liền kể dài cái chuyện vui về số học làm cho không khí rất sôi động số học nói sâu hơn là vấn đề triết học tù sáng đôi khi thấy đồng đồng và tiêu hút rất tương xứng với nhau nói không chừng hai người này cùng thảo luận với nhau có thể thăng qua tới hình nhi thượng học đồng đồng giống đại bộ phận của bọn họ trải qua chế độ giáo dục thì cứ như thế hệ 8X hoàng mang nói. Cha mẹ của mình bảo đảm giáo sư nguyên tử còn chẳng có bằng người ta bán trứng trà luộc. Người ta học sâu về vật lý, ít nhất có thể tới diện khoa học nghiên cứu. Người học quá học có thể chế thuốc, làm quá mỹ phẩm kiếm lợi. Nam nhân học số học tới cao thâm có thể giác cái đầu hói bay khắp thế giới giảng giải. Nữ nhân học số học chẳng khác gì phượng hoàng bị nhổ lòng. Hiện giờ đồng đồng là một đóa kim hoa của khoa số học, nhưng mà cô sợ 4 năm sau mình đứng chung với đám gà, có lẽ chẳng ai nhận ra có gì khác biệt. Đồng đồng than giảng vấn đề công việc sau này. Mình phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giấc giả học hành để rồi sau này làm giáo viên dạy bọn học sinh giải bài tập dớ dẫn trong sách giáo khoa sao? Tù sáng mới trăm ngàn. Đừng lo, số học là vua của các vị vua đấy. Tốt nghiệp xong, bạn có thể tới hệ thống tài chính làm việc. Đây là con đường sáng rất sáng đó. Điều này làm cho đồng đồng nửa tin nửa ngờ. Về sau tốt nghiệp rồi, cô mới có nhận thức sâu sắc về điều Tô Sáng nói. Những thứ trong tài chính đều do số học diễn qua thành. Công ty tài chính nghe thấy cô học số học là sáng mắt giữ chặt lấy. Đồng đồng trong nghề song pha nhiều năm có được kết luận. Người hiểu lý luận số học coi thường nghiên cứu ứng dụng số học, mà người nắm ứng dụng số học thì chỉ có thể phát động cả cuộc chiến tranh tài chính. Đồng đồng học chính là cái thứ lý luận này. Vì thế, về sau sự nghiệp của đồng đồng tới một mức độ rất cao, nhưng mà cô càng thêm kính nể tô sáng. Không chỉ đơn thuần là vì tô sáng là ông chủ của mình. Quyển 5, chương 73, thời đại hoàn toàn mới đang tới. Tô Sáng và các cô gái trong phòng của Đường Vũ trò chuyện một buổi. Ba cô gái liền đặc biệt cho phép Tô Sáng giữ lại Đường Vũ. Còn ba cô kết bạn hẹn nhau tới phòng tập thể dục. Trình Thông Thông đi tới đó liền dẫn theo một đám hậu viên nam tràn vào. Ông chủ người tứ xuyên béo múp cười hiếp cô mắt tuyên bố từ nay về sau sẽ giảm nửa giá cho cả ba cô gái. Ba cô gái đi rồi, tô sáng đường hoàng nắm tay của đường vũ rời nhà ăn Đường vũ mặt đỏ ào tu sáng thì dên dên đắc ý, đáp lại những cái ánh mắt bất thiện. Bọn họ rời đường chính, mang theo con đường nhỏ quanh co khúc quỷ. Hai bên đường là cái hàng cây đang xen cao thấp. Bọn họ vừa chậm rãi bước đi, vừa chia sẻ cho nhau chuyện đã xảy ra trong một tuần qua. Toàn bộ mấy cái chuyện rất là dũng dặt, kiểu như tu hút, dạy muộn dỗ dàng, mặc trái áo hay là đồng đồng mới tập có một động tác yoga cực khó nào đó hai người bất tri bất giác đi tới sân tennis. Bao năm nước mưa đã tẩy rửa làm cho lưới sắt dây quanh rỉ sét hết cả. Lúc này không có ai chơi bóng, chung quanh đổ đủ các loại xe. Ánh đèn đường đã bị cây cối che lấp quá nữa, làm cho chỗ này thêm âm u. Tô sáng quay đầu sang, mắt sáng rực nhìn đường vũ, đang gian tay ứng cái đồi ngực tròn trịa, đón lấy cơn gió tối mát mẻ cô gái 19 tuổi đã chớm có đường nét của phụ nữ trưởng thành. Chiếc áo thun trắng thích lấy cái dòng eo thon nhỏ. Tô sáng không kìm được nuốt nước bọt ực một cái. Trong không khí tĩnh lặng nghe rất rõ. Đường vũ quay sang không có né tránh ánh mắt của y. Con người của cô phản chiếu ánh đèn vàng đẹp quyền ảo, môi cong lên đầy khiêu khích. Từ khi mà tô sáng nắm tay của cô đi về phía cây cối dày đặc này nhưng mà ít người qua lại đường vũ thừa biết trong lòng của tu sáng nghĩ cái gì một cô gái thông minh sẽ bình tĩnh giữ im lặng đúng lúc hai người đi tới nơi vắng bóng người nhưng mà có phong cảnh điền viên phục cổ phối hợp một nam một nữ có rất nhiều chuyện để làm ví dụ như ngắm phong cảnh nơi này thực tế là một chỗ bất kỳ một bộ phim kinh dị lấy đề tài trường học nào cũng rất dễ sinh linh cảm cột đá từng phiến từ to tới nhỏ chất thành không có rõ mục đích. Mặt đất phủ đầy lá cây khô vàng, chẳng có biết tích tụ bao lâu, chưa có được thu dọn. Còn lưới sắt quay quanh cái sân tennis có dấu vết đã bị người ta phá chui vào. Đèn đường cũng rất là cũ kỹ, ánh sáng lờ mờ nhấp nháy. Việc kiến thiết hiện đại quá của Đại học Thượng Hải chưa đồng bộ, nhiều nơi mang phong cách duyên lâm, có vị xưa cũ. Nhưng mà tu sáng về đường vũ tới đây chẳng hề có không khí khủng bố, chỉ cảm thấy đây mới nên là cuộc sống đại học của bọn họ thế này đủ xa rồi một tuần đã bị đường vũ cấm giận tù sáng không nhịn thêm nữa đưa tay ôm lấy cái dòng eo gầy nhỏ của đường vũ ôm siết cô vào lòng cảm thụ sự mềm mại của bầu ngực thiếu nữ cúi đầu xuống môi lướt từ từ qua cổ hướng lên tay của đường vũ một mùi hương nhẹ luồn vào trong mũi rất dễ chịu đường vũ biết tù sáng rất dị ứng với mùi nước hoa cả cái mùi phấn cũng thế. Có điều cũng rất lịch sự cho nên tô sáng không có thể hiện ra cho các cô gái biết. Song đường vũ, tâm tư tinh tế sao mà không biết. Tô sáng ở mặt này không có am thường, chỉ không thích nước hoa son phấn chứ không phải chỉ ra rõ mình không có thích mùi gì. Đường vũ dần khử nghiệm được cho nên từ dầu gội, sữa tắm cho tới nước hoa cô đều dùng cái thứ mà tô sáng ưa thích đó là một vị nhẹ, đa phần, mang cái mùi hoa quả, như là dầu gội, mùi táo cô dùng. Tô Sáng không biết, chỉ là cái mùi đường vũ rất dễ ngửi. Còn đường vũ thì giữ làm bí mật nho nhỏ của mình. Cô gái nào không có nhận ra được điều này, không có cơ hội tiếp cận Tô Sáng. Lúc này đường vũ đã bị Tô Sáng hùn hít, sờ soạn, thở gấp liên hồi, nói đứt quảng. Suốt ngày chỉ mưu tính cái chuyện này sao? Đồ háo sắc tù sáng ôm đường vũ rất chặt cái phần eo dán sát vào thân thể mê người của cô hai tay lúc này vuốt dọc sống lưng của đường vũ bạn là bạn gái của mình không háo sắc với bạn thì với ai đấy đường vũ ở người càng dính sát vào lòng ngực của tù sáng phả cái hơi thở nồng nóng vào tai quy lâm lạc nhiên chẳng hạn tù sáng hơi khựng người lại tay tới cái bờ mông chắc mẩy của đường vũ cũng không có hoạt động nữa cười khổ Thật sự không có gì mà. Mình biết vì bạn mà có ý định gì Lâm lạc nhiên xử bạn ngay. Đường Vũ cười khúc khích. Tô Sáng biết khả năng đó nhưng mà cách nói của Đường Vũ làm cho y nghe nhồn nhột. Sĩ diện con trai trổ dậy. Chưa chắc. Nói được tới đó thì ngưng bạc. Chưa chắc cái gì? Đường Vũ êm ái, ánh mắt chăm chú nhìn nét mặt của Tô Sáng. Suýt mắt bẫy rồi. Nha đầu này quá là nguy hiểm tu sáng mới tức giận không lịch sự nữa cúi xuống ngẫu nghiến cánh môi đỏ mộng của đường vũ cuốn lấy chiếc lưỡi thơm đó tận tình thưởng ngoạn tay thay đổi trận địa từ đằng sau ra đằng trước dày do cái bầu ngực mềm mại cảm giác chẳng khác gì gãi ngứa ngoài giày hạ xuống phía dưới tay như là rắn nước luồn qua mép áo dán lên cái bụng bằng phẳng nhẵn mịn rồi trực tiếp sờ lên trên đúng vào lúc này đường vũ đưa ra hành động bị tay của cô khẩn cấp giữ lại, hôn nhanh như chớp lên cơ môi của tô sáng tách ra. Hôm nay mình tới ngày rồi, đừng, có được không vậy? Đầu của tô sáng hơi chạm mạch vì y không có hiểu đường vũ có ý gì. Thực tế tô sáng về đường vũ yêu đương mật ngọt, khiến dáng người sói phòng 602 vào cái đêm trăng mất ngủ lấy làm đề tài thảo luận. Đoán xem lão đại và đại tẩu đã phát triển tới mức độ nào rồi. Tù sáng chỉ âm ừ chuyện nên làm đều đã làm rồi. Làm mấy con súc sinh gạo rú, tra khảo y có phải y đã chà đạp nữ thần như là cái đám cỏ dại bình thường rồi không? Nhưng thật sự làm điều nên làm hết rồi sao? Tù sáng không ra tay được. Tuy nói khi mở hạ hải, mình và đường vũ chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Nhưng mà cô gái này khi đó tâm tình như tro tàn, lại kèm tâm lý phản nghịch chống đối lại mẹ của mình trong ngày đầu tiên hẹn hò quá nhiều cảm xúc làm ra quyết định có phần tự hủy hoại bản thân để mà chọc tức mẹ của mình như thế nếu mà đường vũ chỉ là một cô gái bình thường nói không chừng tô sáng thả bản thân trôi theo bản năng sinh lý rồi nhưng mà đường vũ với y mà nói mang ý nghĩa không có tầm thường chính nhờ cô gái này mà sau khi trùng sinh có được đấu chí cải biến hoàn toàn vận mệnh trong sinh mệnh quy có địa vị cực kỳ đặc biệt khi mà hai bọn họ thật sự kết hợp làm một đừng có nói đường vũ sợ hãi ngay cả tu sáng có linh hồn hai kiếp làm nền tảng cũng sợ nhưng mà tu sáng biết nếu như sợ hãi một cô gái như nữ thần thì cũng là lúc nên đẩy cô gái đó khỏi thần đàn rồi bản chất của chúng ta đều là người phàm tục bất kỳ ai cũng đừng có đóng giả làm thánh nhất không có thất tình lục dục thì không phải là người nữa đừng nói là thánh tô sáng không biết đường vũ nói mình đừng là sao đừng có sợ ngực cô ấy hay là hôm nay không cho mình làm chuyện đó hay là hôm nay không có cho mình làm chuyện đó mình đâu có ý đó chưa bao giờ cô ấy đang ám thị mình sao nếu là cái sao tô sáng muốn nổ tung vì để ngã nữ thần chỉ là một lý luận nghiên cứu của y thôi còn đường vũ đã bước đi một bước thực tế rồi hôm nay không được, hay là một tuần sau không được, hay là một tháng sau cũng không được, một năm sau. Tô Sáng nói xong câu này, thấy mình nhát cấy quá rồi, tim đập thình thịch hồi hộp, hơi thở nặng nề, bại lộ cái hình thái đã tính. Bại lộ hình thái giả tính. Đường Vũ lặng lẽ ôm Tô Sáng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng y, cắn cánh môi mọng đỏ. Bạn muốn thấy cái loại nào? Ánh mắt mang một chút hờn trách tu sáng đang ngây người ra ghé tới bên tai của y nói nhỏ còn một tháng nhà của mình ở thượng hải có thể ở được rồi mình không có muốn lần đầu tiên ở nơi như là khách sạn gì đó được không được quá được luôn ok tu sáng bất giác nhớ lại cái khoảng thời gian ở hạ hải tan học xe buýt ở nhà một mình cùng với đường vũ xem phim kinh dị như đôi vợ chồng nhỏ liên tưởng tới nhà mới ở thượng hải đây là một chút dấu hiệu một thời đại hoàn toàn mới đang tới. Quyển năm chương 74 phải đánh thật đẹp. Tháng 7 năm 2001, cao khảo trong cơn mưa tầm tã, cổng nhị thập nhất trung chật kín gia trưởng đưa con đi thi, trường học chủ động mở khu nhà nghệ thuật cho bọn họ vào trú, có thí sinh bước qua cổng trường thì đột nhiên khóc nức nở, một mình không có thi được, trong ngày đó học sinh toàn quốc bước vào chiến trường. Khi đó, Tô Sáng vì thông qua tiến cử cho nên đặt mình bên ngoài. Cái đám đồng bọn mặc dù kiên quyết không có cho Tô Sáng tiễn đi thi, nhưng mà Tô Sáng dẫn đội mưa chạy vòng qua mấy cái trường thi, đứng ngoài nhìn nơi những người bạn của mình quyết chiến, thầm nói trong lòng, cổ lên. Tốt nghiệp, rất nhiều người khóc, cũng có nhiều người mỉm cười cáo biệt. Người đổ thì ăn mừng khoe khoang trường xịn của mình. Người trượt thì tiến vào xã hội song pha hoặc là tùy tiện kiếm đại học dân lập cho có cái bằng. Có người còn quyết định ở trường ôn tập, dùng thêm một năm thanh xuân đổi lấy tương lai tươi sáng. Cái khoảng thời gian đó không ít người quay lại trường dù chỉ ngửi hương cỏ. Những ngày tháng tươi đẹp đó không có trở lại được nữa rồi. Tháng 11 năm 2001, tù sáng tới trường đại học. Tới đây cuối cùng biến đổi về lượng, phát sinh biến đổi về chất. Hai tháng sau, Tô Sáng đã biết toàn bộ khác trước rồi, y đã tách được quỷ tích cũ ra khỏi đường vũ, chỉ còn có một tháng nữa thôi. Lâm Hoàng Đóng mấy ngày nhàn rỗi tới Đại học Thượng Hải, đeo kính râm Ray-Ban, đổ xe ở cái bãi đổ xe lộ thiên bên ngoài, đi vào trong trường. Nghe nói là để ôm lại cảm giác thời đi học, ở quán ăn xuyên, chính tông trong trường, gọi món cá hấp cách thủy, một chai rượu trắng nói. Mai tôi phải về rồi, tới khi ấy tôi sẽ lại bay sang. Hy vọng là mọi thứ thuận lợi. Phạm Chi Lương đã bắn tin ra, hiện giờ có rất nhiều người biết chúng ta đánh cược với bọn họ. Trận này không đánh thì thôi, đã đánh phải thật là hoành tráng. Lâm Hoàng đóng tự rót cho mình một chén, rót cho tô sáng không đầy. Tự cầm cốc lên uống không có đợi tô sáng thoải mái không cần khách khí đó là điều mà tô sáng rất thích ở lâm quang đóng có thể coi y như một người ngang hàng thật sự hai bên thoải mái anh lâm theo anh thế nào là đầu tư lâm quang đóng đặt cốc rượu trong tay xuống nhìn tô sáng trong từ điển bách khoa toàn thư có chú giải rồi ở kỳ hạn nhất định trong tương lai hy vọng sinh lợi ích quá trình đem thu nhập biến thành tài sản là đầu tư nói cách khác thu nhập không có dùng để chi tiêu mà dùng mua sản phẩm tăng giá trị chính là đầu tư thứ này có thể lý giải một cách sâu xa hay là đơn giản tùy người cơ bản mà nói hoạt động tài chính hiện tại đều có thể dùng đầu tư để mà hình dung khái quát cậu không có chuyên môn suy nghĩ những cái này chứ lỗ lãi của công ty do gian minh chế định tôi chỉ là một người truyền thông thôi hơn nữa cái nhìn của tôi với những cái thứ này nhất định không giống với ông chủ học quản lý kinh tế như cậu rồi. Chúng ta phải đánh một trận chiến đầu tư ngắn hạn thật đẹp chứ, lấy vốn liếng đứng chân ở thành phố này. Lâm Hoàng đóng trầm ngâm. Tô Sáng à, chúng ta làm thế cũng rất là mạo hiểm nha. Cái vụ đánh cược với Phạm Chi Lương trong có vẻ chúng ta chỉ cược thắng, không cược thua. Nhưng mà thực chất bây giờ tin tức đã truyền ra rồi, không còn như trước kia thua trận này ít nhất là chúng ta mãi mãi mất đi thị trường thượng hải đó bất kể là vụ đầu tư nào cũng có khả năng thất bại tôi cũng không phải là gia cát lượng tính hết được nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa với chúng ta bây giờ mà nói nắm thiên thời mất địa lợi nhân hòa là yếu tố nhất định của chúng ta cần tranh thủ song nó là biến số khó lường nhất tôi chỉ có thể nói tận lực thôi đây là cái chuyến đầu tư mạo hiểm nếu không tranh thủ được cơ hội này vậy thì chúng ta rút khỏi thượng hải tu sáng cười xấu hổ chiến lược phạm vi lớn có cái nào không phải như vậy chứ cuối thu lâm quang đóng lái ao trở về dung thành khi mãn rời khỏi thượng hải tạp chí văn hóa thời thượng của truyền thông ba la chính thức đổ bộ các sạp báo phản hồi khá tốt được đánh giá là một tờ báo vừa có chất lượng lẫn nội dung nhưng mà không bước qua được bức tường thời kỳ bồi dưỡng thị trường. Đa phần, người mua thấy nó mới mẻ, cái trang bìa bắt mắt mà sinh ra suy nghĩ, mua thử xem sao, thuận tiện mua một tờ gần như là không có lượng đặt mua. Lần này, trong kỳ lớp, Phạm Chi Lương cũng cầm kỳ đầu tiên văn hóa thời thượng. Bên cạnh, người chỉ lật xem vài trang rồi mới dứt lên bàn. Không có xem nội dung rốt cuộc có điểm sáng nào không, cười mỉa mai. Lão Phạm, đây là cái tạp chí mà ông đánh cược đấy. Mấy kỳ đầu mà muốn nhìn ra quy mô thị trường sao? Không có thể nào, cái tên nhóc tiểu tô đó mạnh miệng lắm nha. Chắc là có bối cảnh, nhưng mà làm ăn kiểu như vậy là không được rồi. Bọn trẻ bây giờ quá cuồng giọng, tưởng nói một hai câu là kiếm được hợp đồng sao? Năm sáu người mà cũng đòi gọi là công ty, nhảy ranh. Phạm Chi Lương cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, tay kia vẫn cầm tạp chí giọng bình thản cái thằng nhóc long còn chưa có mọc đủ dám lớn lối trước mặt của tôi nhưng mà bất kỳ kẻ nào kiếm được tiền dù bằng thủ đoạn nào cũng không phải là ngốc đâu đừng có đánh giá dội người kia định nói thì có tiếng gõ cửa tiếp theo năm sáu cô gái ăn mặc rất gợi cảm đi vào ảnh mắt mang theo ba phần ngượng ngùng bảy phần tò mò không khí sôi động hẳn lên lão phạm cũng giàn lắm đấy cái thằng nhóc đó thành công ông ấy thừa gió tiến lên phải biết trong vòng một tháng mà vượt lên được ắt và có thủ đoạn vi phạm không có tận dụng trận gió đông thì quá phí đi còn nếu như thất bại thì sao nào càng chứng minh ánh mắt của lão phạm là chuẩn xác ông chủ địa ốc hôm đó mắt hiếp vào nói nhỏ không có nói mấy chuyện này nữa mỹ nữ đã tới rồi đều là sinh viên đại học hàng hiệu tới đây để kiếm cơ hội tiến vào bên trong cuộc sống, rất hiểu quy củ, không có ai là bị ép buộc hết. Các vị muốn giữ lại thưởng thức từ từ hay là ăn nhanh cũng được. Rồi mới đứng lên ôm eo một cô nữ sinh mặc sọt trắng với cái áo yếm hở lưng, kéo sang phòng bên cạnh, rõ ràng định ăn nhanh rồi. Hôm nay học quỹ lý ở giảng đường lớn số 3, giáo viên từng có phần thưởng cống hiến kiệt xuất từng cùng với lớp phó Thủ tướng Quốc vụ Diện, Thường quỹ Cục Chính trị Trung ương, Giáo sư Dư Tử Minh. Ngay cả sinh viên năm đầu cũng không thể không biết tới Dư Tử Minh. Tất nhiên chỉ có sinh viên chuyên ngành, cho nên giảng đường chật kính, đường vũ ngồi vị trí số 6, hàng thứ ba còn tô sáng tới muộn ngồi vị trí số 3, hàng cuối. Tựa hồ hôm đó ước định với nhau, cho nên tô sáng cảm thấy cô nhóc này có dáng vẻ né tránh mình, mỗi lần ánh mắt của hai người chạm nhau là sẽ mau chóng chuyển đi. Mà cho dù đường vũ là danh hoa có chủ, nhưng mà những kẻ ôm suy nghĩ chưa kết hôn là vẫn còn cơ hội, vẫn không phải là ít. Sau thất bại nhục nhã của những tên tự cho mình, có khả năng ôm qua tặng đường vũ, giờ thì bọn họ khôn hơn, dùng các cái loại rất là cơ bản, nhưng mà luôn hữu dụng như thảo luận bài dở, hoạt động trong trường để mà tiếp cận đường vũ định dùng kế mưa dầm thấm đất hòng làm cho đường vũ thay đổi điều này làm cho tô sáng thi thoảng thấy mấy đứa con trai rõ ràng mục đích bất lương xúm quanh đường vũ lại là muốn đánh người rồi trương tiểu kiều không có lạ gì dư tự minh ông già trước mặt người ta luôn mặc áo sơ mi xanh quần tây được người tôn trọng ở nhà thường mặc chiếc áo ba lỗ cũ kỹ ngồi trên cái bàn cơm thích uống rượu với lạc từ nhỏ, Trương Tiểu Kiều không ít lần được cha dắt sang nhà của ông Dư uống rượu. Ông Dư mê rượu lắm, qua cáp gì cũng không nhận. Rượu quý chẳng có từ chối bao giờ. Ông Trương thì chịu khó, nào là rượu tiếng vua của quý dâu, rượu mau đài từ năm 80, qua cái đôi bàn tay nhỏ nhắn trẻ thơ của Trương Tiểu Kiều đưa cho ông Dư. Cái ông già chẳng có gì đáng chú ý này nhưng mà cả chư hầu một phương như là ông Trương vẫn khấm núm một phép. Học sinh ruột của ông ta trải khắp đất nước, từ giám đốc các quốc sĩ lớn cho tới nhân vật tiếng nói trong các tỉnh. Năm nào sinh nhật của thầy, dù không có tự mình tới chúc mừng được, cũng nhất định cho người gửi thành ý tới. Ông Trương tầm nhìn xa trong rộng, ông ta chả cần gì cho mình, mà là muốn kiến lập quan hệ giữa con mình và giáo sư Dư. Ông ta rất thành công. Lý Hàng và Tiêu Hút nghe Trương Tiểu Kiều kể chuyện hồi nhỏ, hắn tới nhà của giáo sư Dư, lục ngăn kéo, lấy mất cái tài liệu giảng dạy, làm cho Dư Tự Minh lục tung cả nhà lên tìm, kinh ngạc không khép miệng lại được. Giáo sư Dư giảng bài đều là tinh túy, có điều đám học sinh năm thứ nhất này đa phần chỉ biết cắm đầu ghi chép thôi, phải là 3-4 năm sau mới hiểu hết được. Quyển năm chương 75, hậu đường Tam Thiên Thành. Tan học, Tô Sáng nhận được điện thoại của Lý Lam, hỏi y hai ngày nữa có rảnh không, tới đón tham gia một hoạt động. Tô Sáng tất nhiên nói rảnh, y còn đang tính gọi cho Lý Lam hỏi tiến triển gần đây của công ty ông Đường. Y luôn quan tâm cái chuyện này, hơn nữa nghe nói gần đây trong nhà của đường Vũ có hoạt động, hình như là nhân vật cấp trọng lượng nào đó của đường gia sắp tới, rất náo nhiệt. Hai ngày sau, Lý Lam tới đón tù sáng, ngồi trong xe, không hút thuốc, trong có vẻ thất thần. Tù sáng tới bên ngoài cửa xe một lúc mà không có thấy Lý Lam có phản ứng gì. Nhìn theo mắt của hắn, chỉ thấy phía trước là cổng trường, không có cô gái nào đặc biệt xinh đẹp hay lạng mặt thiếu trên hụt dưới khiến cho người ta khó dứt mắt. Gõ gõ cửa kính. Anh nghĩ cái gì mà nhập thần giấy? Lý Lam giật mình tỉnh lại, mở cửa cho tù sáng vào, khởi động máy quay đầu xe rẽ ra ngoài đường nhìn cánh cổng trước đơn giản giọng bùi ngùi nhớ là cái chuyện xưa thôi trước kia học ở đây anh thường đứng ở chỗ này nhìn một học tỷ anh cũng học đại học thượng hải sao vậy chúng ta là đồng môn rồi tô sáng không ngờ tới chả trách lái xe vào đây thuần thục như vậy còn cả lần buổi tối ăn cơm cùng đó hắn nhìn con nhà của người ta đi qua chẳng biết che giấu cái gì té ra sư huynh đồng môn. Ừ, lâu rồi, lâu tới sắp không còn nhớ nữa. Đó cũng là lý do mà Lý Lam thích nhìn Tô Sáng và Đường Vũ ở bên nhau, làm cho hắn nhớ lại cái ngày tháng tuổi trẻ. Không phải chỉ vì Đường Vũ là con gái của ông chủ, mà Tô Sáng rất có khả năng tương lai thành người kế nghiệp. Xe đổ ở một đoạn đường vắng, Lý Lam hạ cửa kính xuống, chăm thuốc, khói thuốc lượng lờ ánh mắt của hắn trở nên xa xôi như có vật gì đó vốn cất sâu trong lòng dần dần trồi lên cô ấy trên tôi một khóa khi đó sinh viên tốt nghiệp được phân phối công tác mặc dù nói là cổ vũ tự tìm công việc nhưng mà quốc gia vẫn bao hết thời đó cao khảo chỉ có ngữ số ngoại lý quá chính sinh tổng điểm 710 thanh hoa chừng 580 bắc đại 570 tôi cũng từ xuyên đi ra còn là học sinh giỏi từng được Bộ trưởng Giáo dục biểu dương, 600 điểm vào Đại học Thượng Hải khoa tài chính. Chính học tỷ đó là một người đón tôi vào trường, rồi tôi mới mời cô ấy ăn cơm cảm ơn. Từ đó mà nảy sinh tình cảm, nắm tay, đi dạo, ba năm đầu cứ trôi qua đẹp đẽ Thế rồi, năm ấy, chúng tôi mới cãi nhau vì chuyện hướng đi sau khi mà tốt nghiệp. Giờ nghĩ lại, thấy hai bên đều quá cố chấp. Chúng tôi ở bên nhau 3 năm, thi thoảng có tranh cãi gia chạm nhỏ, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay. Tình cảm sâu đậm. Đến lúc tốt nghiệp, nhà của chị ấy dùng quan hệ được phân phối tới Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Chị ấy cứ đi như thế. Lý làm ngừng lại, hít một hơi thuốc. Lần này hắn hít có vẻ tham lam. Ngày hôm đó, tôi đang chơi bóng ở sân trường. Cô ấy mua cho tôi một chai nước khoáng nói, đây là lần cuối em xem anh chơi bóng em đi đây tôi biết không có giữ được nữa rồi cứ đi sau lưng cô ấy cô ấy đi qua chính cánh cổng hôm nay tôi trở về phòng tay cầm chai nước không uống trước đó chúng tôi hẹn với nhau cô ấy tốt nghiệp xong tạm thời tìm việc ở thượng hải một năm đợi tôi tốt nghiệp chúng tôi sẽ chung tay xây dựng cuộc sống thành gia lập nghiệp tôi không có hỏi tin tức về cô ấy nữa tôi chỉ sợ nghe tin cô ấy đã kết hôn dù biết cô ấy chắc chắn đã kết hôn rồi, thoáng cái đã mười mấy năm. Bao nhiêu năm qua mà anh không có quên được chị ấy sao? Tô Sáng mới ngạc nhiên mười mấy năm không gặp, thậm chí không biết tin tức gì, mà nghe giọng của Lý Lam rõ ràng tình cảm vẫn rất sâu đậm, thật sự khác với nhận thức của y về tình yêu. Vì thế mà anh chưa kết hôn sao? Lý Lam chạc tuổi làm quan đóng, sự nghiệp coi như đã thành đạt rồi, vậy mà còn chưa có lập gia đình. Chả lẽ nguyên nhân chỉ vì cô gái năm nào? Cái gì chứ? Cậu nghĩ tôi là ai nào? Chuyện xa xưa dớ dẫn, hôm nay đột nhiên xúc cả một chút thôi. Anh Lý này đào hoa lắm đấy, chẳng qua là chưa gặp được cô gái khiến cho tôi muốn an cư lạc nghiệp thôi. Trước kia cô ấy cho tôi cảm giác muốn yên định, bây giờ tìm không có ra người như thế. Chẳng phải là tôi kén cá chọn canh, biết sao được Lòng người chẳng có còn như xưa nữa Trong tiếng ca Mang cái mùi bi thương đó Lý làm một lần nữa khởi động xe phóng giúp đi Lý làm đưa tô sáng Tới đường Văn Định khu Từ Hối Đường phố Phồn Hoa Trên đường khắp nơi có thể thấy Mang một vẻ xanh mướt Những cái bồn hoa tươi màu Chiếc ghế dài cho người ta ngồi xuống nghỉ ngơi Con đường chính của thành phố Chia nhanh ở chỗ này trời cao mây trắng lộ ra giữa khe hở những nhà cao tầng như đi vào một thế giới khác thật thoải mái tô sáng cảm giác được sức mạnh của tài phú ở nơi này chủ nghĩa đế quốc phương tây đem gdp biến thành vũ khí đánh phá khắp nơi hiện giờ quốc gia cũng đang liều mạng làm kinh tế đem gdp chuyển biến thành sản nghiệp khoa kỹ phe diều hâu ở trung quốc nói cái đám chủ nghĩa đế quốc chưa bao giờ từ bỏ sự thèm khát với tài nguyên phong phú của nước ta đám trộm cắp xấu xa ấy thông đồng bao dây chúng ta trung quốc phải chuyển quá kinh tế thành thực lực quân sự sớm ngày có thực lực phản kích lại đế quốc mỹ và cái đám hề theo đuổi nói cho cùng vẫn là làm kinh tế kiếm tiền khu nhà cao cấp mới xây được đặt tên là hậu đường tam thiên thành nhìn một cái là biết sản phẩm của xí nghiệp đường thị Lý Lam lái xe tới nơi bán nhà, đó là một ngôi nhà cao 2 tầng, tường kính, khung hợp kim, đơn giản hiện đại. Từ ngoài nhìn vào bên trong, thấy từng khu dùng rèm ngăn cách, bên trong đặt ghế sofa, bàn trà, dùng làm nơi tiếp khách, giới thiệu tư vấn mua nhà. Hiện giờ cái khu bán nhà cực kỳ náo nhiệt, đang tổ chức một bữa tiệc buffet, bên ngoài đủ các loại xe hơi, có biển chính phủ lẫn quân đội. Tù Sáng theo Lý Lam đi vào, thấy ông Đường cầm cái ly rượu vang, không ngừng chạm cốc, chuyện trò với người chung quanh. Vì vậy mà hai bọn họ không có quấy rầy, kiếm bàn trống ngồi xuống. Giám đốc Lý, một nhân viên nữ mặc đồng phục váy xanh khá xinh đẹp, đi qua chào Lý Lam. Lý Lam gật đầu nói, cho tôi một bình cà phê. Lý Lam vừa vào, cô gái này tích đằng xa tiếp khách, đã chạy tới rồi, xem ra hắn nói mình đào hoa không phải là khoe khoang. Thấy Tô Sáng quan sát cái bữa tiệc, Lý Lam giải thích. Đây chỉ là bữa tiệc trước khi mà đặt mua nhà do giám đốc đường tổ chức, mời ít bạn bè trong vòng tròn, có người tới đặt nhà, người thì chỉ tới chúc mừng thôi. Cà phê được đưa lên rất nhanh, không khí phiêu đảng mùi thơm dễ chịu. Cô gái còn ân cần hỏi bọn họ có muốn ăn gì không mới tránh đi. Lý Lam tiếp tục nói cho Tô Sáng biết tình hình đây là cái hạng mục lớn của đường thị không có được phép có chút sơ suất nào là khu nhà cao cấp nhất ở khu từ gia hối này trước đó gặp phải nguy cơ làm trong giới có rất nhiều tin đồn bất lợi chưa nói tới cái khoản nợ kia cục quốc thổ và cục quy hoạch tranh chấp cũng gây không ít khó khăn cho chúng tôi thiết kế của hậu đường tam thiên thành do cục quy hoạch phê duyệt về sau cục quốc thổ lại ra công văn nói mảnh đất của chúng tôi chiếm dụng của trường tiểu học hai bên cãi giả làm cho chuyện bán nhà của chúng tôi bị trì quản khoảng thời gian đó khỏi nói cũng biết áp lực của chúng tôi thế nào rồi khi đó chúng tôi mới chạy hết thị cục phân cục khoa giấy tờ qua tay của hơn 30 người mà không biết khi nào phê duyệt cậu có biết một khu nhà cao cấp thế này hơn một nghìn công nhân mỗi ngày tốn cả triệu duy trì lại thêm chuyện của triều nhạc khi đó giám đốc đường rơi vào tuyệt cảnh rồi. Tù sáng ngạc nhiên, không ngờ chuyện còn phức tạp như thế. Nhìn lại, ông đường nụ cười lúc này so với lúc đó, không khác là bao. Chẳng trách Lý Lam nói là hắn bội phục nhất tâm cảnh của ông ta. Cục quốc thổ sao mà đột nhiên có chính sách nảy sinh tranh chấp với cục quy hoạch được. Không hiểu trong này có trò chơi chính trị gì. Thảo nào một thuyền đưa đường vũ tới Thượng Hải rồi ở lại lâu như thế. Còn đi khắp nơi gặp gỡ bạn bè, có lẽ chính là công tác ở phương diện này. Lúc đó mình chẳng có nắm được gì, đã lỡ ngớ muốn giúp cho ông đường thay đổi cục diện. Đúng là ngây thơ. Quyển 5, chương 76 cũng chỉ làm nền mà thôi. Ngày hôm đó, sau khi mà lấy được hợp đồng, chúng tôi tìm ra hướng đi bất thường của tài chính. Giám đốc đường gọi điện cho cục trưởng mục Để mà hỏi ý kiến Tiếp đó cục trưởng mục tới Thượng Hải Dùng một số mối quen biết Ở hệ thống tư pháp Tra xét đối phương Thế là quan hệ với Triều Nhạc xấu hẳn đi Bên kia tuyên bố Không trả tiền chỉ có một cách giải quyết Mấy chủ nhiệm qua đó Đều bị chửi bới thô bạo đuổi đi Không có đàm phán Cục trưởng mục lúc đó đã nắm được Một số tin tức tài chính Qua bên đó gặp Lão Dương Hói đập thẳng tài liệu xuống bàn nói muốn cơ quan kỷ quỷ bên trên gia nhập điều tra xong đi thẳng lão hói không có nói được một lời chà cậu mà thấy được cục trưởng mục lúc đó thật sự trên đời không có tìm ra người phụ nữ thứ hai để mà sánh được xe của chúng tôi còn chưa có rời triệu nhạc bí thư đảng quỷ phía đó đã mời quay lại để bàn bạc thái độ rất khách khí bên đó không có dũng khí đồng quy du tận với chúng tôi đành ngồi xuống tìm phương án giải quyết đồng lâm trả triều nhạc mấy chục cửa hiệu một tòa nhà và một ít bất động sản hai bên liền hòa giải thực ra mười mấy cửa hiệu một tòa nhà chỉ cần người trong nghệ nhìn một cái biết chẳng có giá trị gì toàn là công trình dở dang xuống cấp chỉ còn một ít bất động sản có thể nuôi sống ít công nhân cái gì bí thư đảng quỷ chỉ cần thể diện dễ coi một chút thôi lão hói cứ run rẩy không biết hối hận cỡ nào lý làm kể rất đơn giản thoải mái nhưng mà không biết trong khoảng thời gian đó bọn họ phải buông ba vất vả thế nào một vài thứ vẫn là khúc mắt trong lòng của tù sáng chuyện cục quốc thổ và cục quy hoạch xung đột quá đúng lúc đi thái độ của phía triều nhạc quá bất thường không có giống đi đòi nợ mà chỉ dồn người ta vào chỗ chết đóng băng tài sản kiện tụng kéo dài mấy năm tài sản của đông lâm chẳng còn mấy giá trị rõ ràng nhắm vào ông đường đương nhiên lý lam không có trả lời khúc mắt của tô sáng hai người uống cà phê trò chuyện lý lam kể cho tô sáng ít chuyện liên quan đến xí nghiệp của đường thị theo lý lam nói trong nghề có thực nghiệp tân sang và tập đoàn tiên phong có tranh chấp dữ dội với bọn họ ở một số hạng mục huống hồ hai nhà đường mục đều có bối cảnh quan trường đương nhiên có một số đối thủ không biết có phải những đối thủ này vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà lợi dụng ưu thế khu vực đã kích ông được không? Vậy giấy phép cho bán trước thì sao? Tù sáng thấy lo cho hạng mục hậu đường Tam Thiên Hành. Một khu nhà ở hiện đại quá lớn như vậy nhưng đã bỏ qua cái thời kỳ bán nhà tốt nhất là tháng 11. Sau đó muốn bán ra khá khó. Chuyện nhà tốt mà không có bán được là không ít. Tuy giới xu thế địa ốc của Thượng Hải không lo không bán được nhưng mà hiện giờ ông đường cần tài chính lớn chỉ cần trì quản thôi đã là tổn thất lớn rồi đúng thế cho nên lần này á, giám đốc đường mời không ít bạn bè từ hai giới thương chính tới giấy phép á, thì cũng đã làm được rồi hôm nay chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi còn có một ít thân thích khi mà chính thức bán ra khả năng có một bữa tiệc lớn tới khi đó cậu nhất định phải tham gia tu sáng ngạc nhiên em em tham gia làm gì Ừ, đây là giám đốc đường bảo tôi nói với cậu như thế đó. Lý làm nháy mắt đầy ẩn ý. Chẳng phải là cậu học quản lý sao? Kinh nghiệm tiêu thụ khu nhà lớn này cậu có thể chú ý học tập một chút đi. Xem tiến hành quản lý chất lượng ra sao. Trước gia giới địa ốc có câu lợi nhuận dưới 40% không làm. Nhưng mà giám đốc đường nói đó là điều không thực tế. Giống thập niên 80 làm mẫu dịch, lợi nhuận đạt tới 80% ai thấy cũng đổ dồn vào, làm lợi nhuận liên tục sụt giảm, giờ làm xuất nhập khẩu có 5% lợi nhuận là bình thường thôi. Nhưng mà người trải qua niên đại hoàng kim giàu lên trong một đêm đó, mấy ai có thể an tâm kinh doanh lâu dài. Cho nên chúng tôi ở sản nghiệp này không có chơi ôm đất đợi tăng giá, đảm bảo khai thác nhanh, thu hồi vốn nhanh là được rồi. Còn nữa, trên 25% lợi nhuận thì không chơi. Giới địa ốc ai cũng muốn theo đuổi lợi nhuận, nhưng mà chúng tôi không có muốn cưỡng ép lợi nhuận, giống đạo lý ở cùng nữ nhân, sớm muộn gì cũng là của mình. Tất nhiên phải chăm sóc chu đáo, bảo vệ cái thị trường này, còn kéo quần lên là đi thì không có định làm ăn lâu dài rồi. Tù sáng gật đầu, sau có thập niên 90, biểu đồ lợi nhuận bình quân sản nghiệp địa ốc lên thẳng một đường, người có được suy nghĩ như ông Đường là những người đã thực sự trải qua mấy biến đổi của ngành nghiệp từng bước đi lên thấy nhiều dinh nhục hưng suy luôn có một chút tình cảm và trách nhiệm ông đường đi tới xua tài, ý bảo tô sáng không cần phải đứng lên cười ha hả ngồi xuống tô sáng cháu tới rồi đây mấy ngày nữa chú có bữa cơm cháu là phải tới nha chú cần người có thể đưa đường vũ về an toàn nữa chứ chú đường cháu sợ không quen đâu tô sáng kích động y ngày càng được nhà của đường vũ chấp nhận rồi tuy nhiên cảm thấy mình cũng nên tỏ ra ngại ngùng một chút chứ Chiều giả non này với chú không quan thua đâu vì mục của cháu cũng đã tới đây còn bảo với chú chuyện này đó cháu có gan cứ không đến đi ông đường nói xong cười lớn đứng dậy xoa đầu của tô sáng sau đó đi về phía khách khứa ông có nhiều khách phải tiếp đãi không có thể dành thời gian cho tô sáng nhiều chi tiết nhỏ này lọt vào mắt không ít người. Ông Đường với ai cũng tươi cười nhiệt tình, nhưng mà xưa nay không có cử động quá nhiệt tình. Vậy mà biểu hiện như thế với một chàng trai chưa tới 20, không khỏi khiến cho người ta chính thức coi trọng tin đồn trước đó. Con gái của ông Đường trời sinh mỹ mạo như hoa như ngọc, lại nỗ lực khắc khổ, thường dùng làm điển hình giáo dục con cái của nhiều người, đồng thời được một số gia trưởng nhìn trúng tuy không có nhất định cứ phải là đường vũ nhưng mà người mang tâm tư này thân cận như một tuyền và ông đường không ít dù sao có chuẩn bị dẫn hơn nghe nói đường vũ đã có bạn trai rồi vì vậy cũng có người rút lui nhưng mà bạn trai của đường vũ vẫn làm cho người ta tò mò muốn biết một chút người trong giới hoặc là bạn bè của ông đường thậm chí một số từng bế đường vũ khi còn nhỏ nghe nói tới đường vũ có ba cô sáu thím chính gì Đường Vũ là một cô bé được người lớn yêu thích, không sốc nổi, nhắn nhít như cái đám trẻ con bây giờ. Có người cũng thầm nghĩ nhà lão đường nhiều tiền như vậy, làm con rể chắc chắn sẽ có tiền đồ từ sáng. Giá lại đường vũ giống hệt mẹ, mũi nhỏ, mắt dài, rất có thần khí, dốc dáng cao ráo nữa. Nếu con của mình có cái may mắn đó thì cái gen đời sau cũng có thể cải thiện một ít rồi. Đường Vũ đúng là một cô con dâu đại chúng trong mắt của nhiều người. Cho nên nhìn ông Đường đối xử với tù sáng thân thiết như vậy không khỏi làm cho người ta hoài nghi. Chẳng lẽ đó là bạn trai tinh đồn của Đường Vũ sao? Trông cũng không có đuôi què sức mẻ gì, có điều cũng thường thôi. Tù sáng tất nhiên không biết được những người kia ngầm chê bai mình. Y còn đang hồi hộp, một tuyền bảo ông Đường mời mình tới. Không thể nào chứ! Có lẽ ông Đường nói thế, triêu mình một chút thôi. Phía đầu kia, có một cô nữ sinh chừng 17-18 tuổi đi tới nói gì đó với ông Đường. Ông Đường cười phá lên, chỉ về phía tô sáng. Cô gái kia đi thẳng tới, lý làm biến sắc, quay đầu sang một bên, bộ dạng bảo tô sáng tự cầu phúc đi. Tô sáng còn chưa có hiểu điều gì, nữ sinh kia tới trước mặt của tô sáng. Mắt một mí, tay cầm cái kính râm gọng xanh kiểu mắt ếch người mặc áo thun da cam, dưới mặt quần ngố, chân dài, đi dép xăng đàn, chừng là 1m63, hoạt bát vui tươi, ngó nghiêng tô sáng, chẳng có vẻ giặc gì. Anh là tu sáng sao? Các bạn vừa nghe xong tập 75 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.